Xin chào các bạn. Trong cái video này thì cô Cảnh sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình backup, mình share lại những cái mẫu, những cái project mình thiết kế ở trên Canva. Thì cái tình hình là mình đã mua cái tài khoản nhóm gọi là Canva Pro theo team, theo đội nhóm ở trên Canva Việt Nam, nhưng mà không biết sao trong cái thời gian này nó bị cancel rồi. Thì trong cái tài khoản này mình đã liên kết để chia sẻ cho một số bạn học viên để có tiện lợi trong việc là design những cái mẫu thiết kế ở trên cái phiên bản Pro. Nhưng mà bây giờ cái phiên bản Pro này nó bị cancel, của Canva nó cancel rồi. Cho nên mình làm cái video này để giúp cho các bạn có thể là backup lại cái mẫu thiết kế của mình ha. Và bây giờ các bạn muốn backup cái mẫu thiết kế của mình thì mình có thể là kích vào trong cái phần, có thể kích vào nút ba chấm này cũng được, và các bạn chọn là chia sẻ nha. Trong phần chia sẻ này thì mình sẽ chia sẻ đến tài khoản Pro, để khi mình nhận cái email này thì các bạn có thể là copy clone ra thành cái phiên bản riêng của mình. Đó, đây là cái cách cái cách mình backup lại. Thì trong phần này mình có thể chọn cái bậc cao nhất, có nghĩa là có thể sửa ha, có thể edit. Thì các bạn là chọn gửi ha. Đấy, rồi sau đó là mình tắt đi. Ok, sau khi các bạn đã chia sẻ cái mẫu thiết kế của mình, cái tài khoản mà đã bị Canva cancel cái phiên bản Pro đấy á, thì các bạn sẽ quên share qua bên cái tài khoản mình mới mua xong cái bản Pro. Thì khi mà các bạn share xong thì các bạn check mail, có một cái email nó sẽ share như thế này ha. Thì mình sẽ mở trong Canva ra. Thì sau khi mình mở ra thì nó sẽ có cái bảng như này, thì mình kích chuột phải, mình tạo bản sao để mình sao lưu lại cái bản sao của mình ha. Đấy, sau khi các bạn kích vào tạo bản sao xong, các bạn F5 lại, một F5 lại, thì như vậy là có cái bản sao ở đây. Thì cái bản này là bản bản sao này gọi là backup. Đây, mình có thể là đổi lại cái tên ở đây nhé, backup design. Ok, rồi thì như vậy là đây, cái này á là cái mình đã từ một cái tài khoản của anh đã chia sẻ ha. Thì như vậy là trong cái bản thiết kế này mình có thể làm việc. Thì như vậy là các bạn hãy lưu ý, khi các bạn làm ở trên cái Canva thì các bạn nhớ là backup lại ở trên một cái tài khoản khác, tránh trường hợp khi các bạn mua những cái tài khoản Canva Pro giá rẻ thì có thể là trong một thời gian thì cái tài khoản đấy không phải là vĩnh viễn, nó có thể là cancel lúc nào không biết ha. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn.